Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia tỉnh Ninh Bình đã nâng cao mức cảnh báo, tiếp tục triển khai các biện pháp bảo vệ chặt chẽ những địa điểm xung yếu, nhất là bệnh viện và lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Nguy cơ lây nhiễm phát tán dịch bệnh trong cộng đồng hiện nay là rất cao. Bệnh viện là nơi xung yếu khi hàng ngày có hàng trăm lượt người ra vào. Để bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục vụ các hoạt động khám chữa bệnh bình thường, các đơn vị y tế đã phát hiện nhanh các trường hợp nhiễm bệnh, không để bệnh nhân di chuyển qua nhiều bệnh viện, nhiều nơi trước khi bị phát hiện nhiễm bệnh. Tôi thấy cái việc coi như là cái bệnh này rất là nguy hiểm thì mỗi người dân là coi phải nâng cao cái ý thức để coi là chấp hành mọi cái biện pháp để coi là phòng chống dịch. Công tác phòng chống dịch luôn luôn chú trọng đảm bảo tránh lây chéo trong bệnh viện và đảm bảo tuyệt đối cho cán bộ y tế đi phục vụ công tác phòng chống dịch và khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện. Công tác phòng chống dịch COVID-19 là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó những y bác sĩ là tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, là tấm lá chắn thép trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Mặc dù kiệt sức nhưng đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu không ngại khó khăn gian khổ. Khi có những nhân viên y tế bị lây nhiễm bệnh, nhưng họ vẫn nêu cao tinh thần, bản lĩnh kiên cường ngày đêm động viên, bảo vệ tính mạng của người bệnh. Điều họ mong muốn lúc này chính là sự chung tay của cả cộng đồng để sự hy sinh thầm lặng của họ không trở nên vô nghĩa. Các cái bộ bảo hộ thì rất là kín, chúng tôi phải đeo khẩu trang N95 cũng như là đội mặc tất cả các cái thiết bị vào phòng hộ, nó sẽ rất là nóng. Nhưng mà tuy nhiên là chúng tôi sẽ vẫn cố gắng khắc phục để làm sao đảm bảo tốt nhất cái việc mà phòng chống lây nhiễm trong cái công tác mà sàng lọc lấy mẫu điều tra. Dịch bệnh còn kéo dài, bảo vệ tốt những điểm xung yếu và đội ngũ tuyến đầu chống dịch sẽ góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đem lại niềm tin, sự yên tâm cho nhân dân. Mọi người dân cần thực hiện nghiêm các quy định hướng dẫn phòng chống dịch để giữ an toàn cho bản thân và xã hội trong mùa dịch.